Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Và hôm nay em sẽ gửi đến các bác mẫu địa hình Gian XTC750 trang bị full group chuyển động DOG, hai vành Mavic. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để các bác xem. Xe thì là xe cũ, xe bãi nên là cái lớp sơn của nó không được đẹp cho lắm. Thì các bác không quan tâm về cái ngoại hình lắm thì lấy em này cũng được. Giá thì em nói luôn là nó chỉ có 7 triệu rưỡi, giá rất là yêu thương. Chiếc xe tay bấm DOG, phanh dầu Shimano, có luôn cả khóa hành trình giảm xóc trên tay. Vành Mavic của Pháp nhé. Gạt đĩa gì đến đề. Full group DOG. DOG thì gần như nó là cao cấp nhất của cái dòng Shimano về địa hình này. Các bác không phải lo về chất lượng. Thì em sẽ vào đánh giá chuyển động cũng như là đo size chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp gióng đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa cọc yên mà đến tâm cổ phốt là 54 cm. Chiếc xe này là size nhỏ, size XS, phù hợp cho các bác trên 1m6 đến khoảng 1m7, hơn 1m7 một chút đi là vừa. Lip 10 tầng, đĩa 3 tầng cho 30 tốc độ. Chuyển động của em nó vẫn còn rất là mượt mà. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán, tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có, thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Vâng, với giá 7 triệu rưỡi và các bác đã được trang bị một chiếc xe mang cấu hình cao. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì vui lòng liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên bên em tư vấn. Các bác ngoài ra các bác hãy ấn đăng ký kênh cùng ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.